để khởi chạy phần mềm Bopak và kết hợp với Jamcat để tính tham số cấu trúc năng lượng. Thì đầu tiên chúng ta cần tải phần mềm này về. Cách tải phần mềm thì ta vào Google và gõ Bopak. Rồi chúng ta sẽ chọn vào download Bopak Home. Thì trang chủ đã hiện ra. Và đây ta sẽ chọn file phù hợp với cái máy tính của chúng ta. Ví dụ như đây chúng ta có Mopac 216 cho Windows, chúng ta download về. Rồi sau khi phần mềm đã load xong thì chúng ta sẽ mở thư mục chứa Ctrl+X để cắt về một thư mục mà chúng ta cho dễ nhớ. Thì chúng ta lưu vào ổ, ví dụ này tính là vào ổ E, ổ F đi. Phải vào đây. Rồi và tiến hành giải nén cho nó. Chúng ta sẽ giải nén vào thư mục mà chúng ta thích. Ví dụ như đây ta chọn ổ F. Chúng ta chọn cái tên. Ví dụ như là Mopac. Và bấm OK. Rồi, tiến hành giải nén đã xong. Và chúng ta sẽ tìm tới thư mục có Mopac. Là giải nén. Thì để khởi chạy phần mềm này thì chúng ta cần nhấp vào biểu tượng là ensemble dataset. Rồi chúng ta nhấp vào. Và đây chúng ta sẽ chọn, chúng ta sẽ kéo xuống là chọn với một cái app khác của PC. Rồi. Cửa sổ này hiện ra thì lưu ý ở đây là chúng ta sẽ tìm tới cái thư mục mà chúng ta đã giải nén hồi nãy. Chúng ta giải nén ở đâu thì chúng ta sẽ mở ở đó. Chúng ta tìm tới cái thư mục là Mopac mà chúng ta lưu ở hồi nãy đó, cái chỗ mà chúng ta giải nén. Rồi chúng ta vào đây và chúng ta tiến hành open. Rồi như vậy là chúng ta đã tiến hành khởi chạy được phần mềm Mopac. Bây giờ thì chúng ta sẽ dùng phần mềm Jamcat để vẽ. Ở đây ví dụ ta vẽ cấu trúc của phân tử phenol. Rồi. Sau khi gõ cấu trúc của phenol rồi, ta chọn và chọn vào tool để chuyển về cấu trúc 3D. Rồi sau đó ở trên đây chúng ta sẽ chọn là 3D view để chuyển về dạng 3D cho phân tử phenol. Rồi, trong file này chúng ta chọn file, chọn Save As. Rồi chúng ta tiến hành lưu file, ví dụ như lưu ở desktop. Và lưu ý là cái đường dẫn của chúng ta sẽ không được là tiếng Việt. Ví dụ chúng ta chọn luôn cả desktop này là Mopac, không được là tiếng Việt. Ở đây ta chọn cho tên là đang là cho dễ nhớ thôi, nói chung là cho dễ nhớ. Ở đây ta chọn phenol thì là C6H5OH. Ở tên đuôi file, nếu chúng ta chọn Most và tiến hành lưu vào folder này. Như vậy chúng ta đã xong. Hạ màn hình xuống và chúng ta vào cái file mà chúng ta đã lưu. Ở đây là Mopac. Ở đây sẽ có một cái file là CSS5 Most. Chúng ta nhấp phải chọn Open With và chọn với là Notepad. File này hiện ra, ta cần thêm dòng chữ OPT này, khoảng trắng, đó là NPAC. Nhấp phải chuột, chọn Open with Mopac 2016 Excel. Thì sau khi nhấp vào chúng ta sẽ thấy là hiện ra 3 file. Thì đây chúng ta sẽ chọn vào file out. Nhấp đúp vào file out thì chúng ta sẽ được các cái chỉ số cần thiết. Rồi, như vậy là bảng giá trị của chúng ta đã hiện ra. Ở đây thì có các cái tham số chúng ta cần quan tâm. Rồi, năng lượng của chúng ta ở đây.
có thể là kilojoule trên mol hoặc là kilocalo trên mol. Đây là các tham số khác như độ dài liên kết, góc liên kết. Như vậy là chúng ta đã khởi chạy và kết hợp phần mềm chem kết để có thể tiến hành được tính được năng lượng cấu trúc bằng phương pháp bán kinh nghiệm.